Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Ukraine phá hủy siêu tăng T-90M của Nga bằng máy bay không người lái FPV. Nga bắn rơi 3 chiến đấu cơ Su-25 phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine. Nga nói phương Tây tiếp cận để gợi ý tìm kiếm hòa bình ở Ukraine. Ukraine nói tàu chở hàng đâm trúng thủy lôi ở Biển Đen. Mỹ rót gói viện trợ cuối cùng trong năm cho Ukraine. Máy bay không người lái mới của Nga có khả năng qua mặt hệ thống tác chiến điện tử. Nga đánh lớn tại Adiivka, Ukraine đối mặt với tình thế nguy hiểm ở miền Đông. Bây giờ là tin chi tiết. Quân đội Ukraine công bố đoạn video ghi lại khoảnh khắc máy bay không người lái FPV của nước này tấn công xe tăng T-90M của Nga trên mặt trận phía Nam. Theo đoạn video được công bố, xe tăng Nga đang di chuyển trên bìa rừng bị máy bay không người lái UAV của Ukraine phát hiện và đuổi theo. Chiếc xe tăng sau đó bị UAV đâm trúng. Chiếc xe tăng bị hư hỏng nặng, còn kíp lái nhanh chóng rời vị trí đề phòng các cuộc tấn công tiếp theo của lực lượng Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine dùng máy bay không người lái FPV tấn công khí tài quân sự Nga. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy hệ thống S-350 của quân đội Moscow bằng loại máy bay không người lái này. FPV là viết tắt của cụm từ First Person View, góc nhìn thứ nhất. Thay vì chỉ có thể điều khiển và quan sát qua một màn hình thông thường, máy bay không người lái FPV đem lại cho người điều khiển cảm giác chân thực như một phi công đang ngồi trong buồng lái máy bay. Máy bay không người lái FPV thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát và tấn công, có khả năng điều chỉnh hỏa lực pháo binh, tấn công thiết bị quân sự, đồng thời có thể truy đuổi các mục tiêu đang di chuyển. Trong khi đó, T-90M được đánh giá là loại xe tăng tối tân nhất của Nga tham gia trực tiếp vào chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Xe được trang bị giáp phản ứng nổ, pháo chính nòng trơn mới cùng tháp pháo hiện đại giúp tăng tầm bắn và tăng độ chính xác. Hệ thống vũ khí bổ sung cho T-90M gồm có tổ hợp vũ khí điều khiển từ xa UDB T-05BV1 trang bị súng máy 7,62mm và súng máy đồng trục 7,62mm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tấn công các mục tiêu của Ukraine tại 138 khu vực, bắn hạ 3 chiến đấu cơ và phá hủy kho nhiên liệu của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 12 cho biết, lực lượng hàng không, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của nước này đã tấn công kho nhiên liệu của quân đội Ukraine, cũng như các binh sĩ và phương tiện của đối phương ở 138 khu vực. Trong số các khí tài của Ukraine bị phá hủy, có 3 máy bay chiến đấu Su-25 và 3 máy bay UAV. Trong 24 giờ qua, đơn vị tác chiến miền Tây của Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của Ukraine gần làng Sinkovka và Ivanovka. Các lực lượng Nga đã bắn hạ 55 binh sĩ Ukraine, 3 xe cơ giới và một khẩu pháo D-30. Tại thành phố Liman, Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu 210 binh sĩ Ukraine, phá hủy một xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe tải quân sự, một khẩu pháo tự hành M109 Paladin và một khẩu Gvozdika của đối phương. Tại tỉnh Zaporizhia, Nga cũng bắn hạ 80 binh sĩ, phá hủy một xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe tải quân sự, một khẩu pháo MSTB, một khẩu pháo Gvozdika và hai khẩu pháo D-30 của đối phương. Trong khi đó, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine cho biết, lực lượng phòng vệ nước này tiếp tục gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho quân đội đối phương, khiến quân đội Nga kiệt sức trên toàn chiến tuyến. Các đơn vị máy bay của Ukraine đã tấn công 10 cụm nhân lực vũ khí trang thiết bị quân sự và hai hệ thống tên lửa phòng không của Nga. Ngoài ra, lực lượng tên lửa Ukraine cũng đánh trúng 5 cụm quân, vũ khí, trang thiết bị quân sự, 2 sở chỉ huy, 6 kho đạn dược và 2 khẩu pháo của đối phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một số nước phương Tây gợi ý rằng Nga nên thảo luận về hòa bình ở Ukraine vì Mỹ và các đồng minh không thực hiện được mục tiêu đánh bại lực lượng Nga ở chiến trường này. Gần 2 năm sau cuộc xung đột, Nga đang kiểm soát khoảng 17,5% lãnh thổ Ukraine và chiến dịch phản công của Ukraine trong năm nay không giành được bất kỳ phần lãnh thổ lớn nào trước các tuyến phòng thủ vững chắc của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA, ông Lavrov cho biết có những dấu hiệu cho thấy phương Tây đang thay đổi chiến thuật và chiến lược đối với Ukraine. Phương Tây đang thực sự thay đổi chiến thuật của mình, bởi vì nếu chiến lược của họ là gây ra thất bại chiến lược cho Nga, thì chiến lược này đã thất bại thảm hại, ông Lavrov nói. Có một số sự tiếp cận, một số lời nói thầm. Tại sao bạn không gặp ai đó ở châu Âu, những người sẵn sàng đàm phán để bàn về Ukraine mà không cần Ukraine, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Moscow đã đạt được tất cả mục tiêu mà nước này đặt ra ở Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định ông sẵn sàng đàm phán về hòa bình ở Ukraine nhưng với các điều kiện của Nga. Các quan chức Mỹ nói rằng họ nghĩ ông Putin đang chờ kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 trước khi có bất kỳ động thái quyết định nào.
Ukraine tuyên bố sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lính Nga cuối cùng bị đẩy khỏi lãnh thổ của nước này như được xác định năm 1991 khi Liên Xô tan rã. Còn phương Tây cho biết họ sẽ không thúc ép Ukraine tiến tới hòa bình. Bộ Chỉ huy quân sự miền Nam Ukraine ngày 28 tháng 12 thông báo một tàu chở hàng treo cờ Panama đã đâm trúng thủy lôi của kẻ thù trên Biển Đen. Con tàu này mất phương hướng, mất kiểm soát, đồng thời đám cháy bùng phát ở trên boong. Người đứng đầu văn phòng công tố khu vực Odessa của Ukraine cho biết thuyền trưởng và một thủy thủ quốc tịch Ai Cập bị thương và được đưa đến bệnh viện ở thành phố Izmail. Giới chức Ukraine không công bố tên tàu, nhưng trang web theo dõi lĩnh vực vận tải biển cho biết con tàu mang cờ Panama thuộc sở hữu của Hy Lạp, có tên Vysot và phải thủy lôi vào sáng ngày 27 tháng 12 khi đang trên đường đến cảng Izmail. Nga hiện chưa lên tiếng về vụ việc. Đây là vụ việc mới nhất về một tàu dân sự va phải chất nổ ở Biển Đen. Điều mà Ukraine nói là sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng vận tải và cảng biển. Nga đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine kể từ giữa tháng 7, khi nước này rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian cho phép vận tải ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen một cách an toàn. Cả Nga và Ukraine được cho là đã giải thủy lôi ở vùng biển này để tạo vùng đệm phòng thủ hoặc nhằm phong tỏa khu vực. Quân đội Rumania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ phải điều lực lượng giả phá thủy lôi giạt vào vùng biển những nước này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo chính quyền Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị cuối cùng trong năm cho Ukraine. Ông Blinken nhấn mạnh điều cần thiết giờ đây là Quốc hội Mỹ phải hành động nhanh chóng, càng sớm càng tốt để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách giúp Ukraine tự bảo vệ và đảm bảo tương lai. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, lô viện trợ cuối cùng cho Ukraine trong năm nay có giá trị 250 triệu đô la, bao gồm đạn và các thiết bị cho hệ thống phòng không, rocket cho phá phản lực HIMARS, đạn pháo 150 và 105mm, đạn chống tăng và hơn 15 triệu viên đạn súng bộ binh. Gói viện trợ cuối cùng được công bố khi Quốc hội Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phê duyệt nguồn vốn mới cho Ukraine. Dự luật nhằm cung cấp viện trợ 60 tỷ đô la cho Kiev của Nhà Trắng đã bị Thượng viện Mỹ chặn. Đảng Cộng Hòa yêu cầu chính quyền kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới phía Nam Mỹ để đổi lấy việc phê duyệt hỗ trợ Ukraine. Trước đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói số tiền hỗ trợ cho Kiev sẽ cạn kiệt sau đợt viện trợ vũ khí vào cuối tháng này. Khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ không còn tiền. Ukraine vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi và đã đến lúc Quốc hội Mỹ phải hành động và đứng lên bảo vệ tự do, dân chủ cũng như lợi ích an ninh quốc gia Mỹ. Đây là vấn đề có vai trò rất quan trọng, ông John Kirby nhấn mạnh. Mới đây, Tổng thống Joe Biden cam kết cung cấp thêm 200 triệu đô la viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Ông Biden đưa ra cam kết này trong cuộc gặp tại phòng bầu dục với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 12. Nga nhiều lần cảnh báo việc tiếp tục cung cấp viện trợ và vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột, không thay đổi được kết quả cuối cùng. Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Sergei Chemizov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhà nước Rostec cho biết, quân đội Nga tại quân khu phía Bắc sẽ sớm nhận được các loại vũ khí mới có khả năng hoạt động trong môi trường tác chiến điện tử của đối phương. Hiện tại, một máy bay không người lái UAV mới thuộc dòng Supercam đang được chế tạo tại Rostec. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công. UAV này đã được thử nghiệm và chứng minh được các đặc tính kỹ thuật cần thiết. Một trong những tính năng nổi bật của máy bay không người lái mới là mức độ bảo vệ cao trước các hệ thống tác chiến điện tử, ông Sergei Chemizov cho biết. Thông tin về quá trình phát triển cũng như thông số kỹ thuật của dòng máy bay này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, nhà sản xuất khẳng định vũ khí mới rất khó bị đánh chặn. Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Sergei Chemizov nhấn mạnh, máy bay tấn công không người lái Lancet đã chứng minh hiệu quả cao trong việc phá hủy công sự cũng như trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine. Đặc biệt, cuộc tấn công của một nhóm máy bay không người lái loại này có khả năng phá hủy các hệ thống phòng không của Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Nga triển khai hàng loạt máy bay không người lái thuộc nhiều loại khác nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lưu ý rằng, kể từ khi thành lập quân khu phía Bắc, ngành công nghiệp Nga đã tăng sản lượng máy bay không người lái gần 17 lần và hơn 1.700 đơn vị UAV đã được triển khai tại khu vực hoạt động đặc biệt. Thống đốc vùng Nikolaev Vitaly Kim cho rằng Ukraine nên huy động toàn bộ dân số 40 triệu người của mình để chiến đấu với Nga thay vì con số 500.000 như Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất gần đây. Tuần trước, ông Zelensky tuyên bố Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine muốn 500.000 nam giới nhập ngũ trong năm tới để bù đắp thương vong và thành lập các đơn vị mới. Ông Kim lập luận rằng 500.000 người nhập ngũ là không đủ và Ukraine cần thu hút ít nhất 2 triệu tình nguyện viên. Hoặc tốt hơn nữa, Kiev nên tìm cách huy động toàn bộ 40 triệu người. Quan chức Ukraine cho rằng cuộc chiến với Nga tương tự như Thế chiến thứ hai. Ngoài ra, ông Kim đề nghị tất cả các doanh nghiệp ở Ukraine nên được huy động và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh, bất kể ảnh hưởng đến lợi nhuận.
Đề xuất huy động 500.000 người mà ông Zelensky nhắc đến trước đó đã khiến ngay cả những người ở Kiev phải ngạc nhiên. Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny nói rằng ông chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ con số người cụ thể nào từ ông Zelensky và như mọi khi chỉ yêu cầu đạn dược, vũ khí và nguồn nhân lực. Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergei Marchenko trong khi đó dường như cũng cảm thấy bối rối. Ông nói rằng chưa có kế hoạch cụ thể nào được đệ trình lên bộ của ông và không rõ Kiev sẽ lấy tiền từ đâu để huy động nửa triệu người. Quá trình dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, một số người cho rằng thông tin điều động của ông Zelensky có thể là một nỗ lực nhằm khuyến khích phương Tây cung cấp thêm vũ khí và kinh phí. Theo cựu thủ tướng Ukraine, nhà lãnh đạo Ukraine có thể lợi dụng tình hình này để nói với các đối tác của Kiev rằng họ đang tập hợp một đội quân nửa triệu người và họ phải được trang bị, phải được vũ trang. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào và bằng cách nào Kiev sẽ huy động được 500.000 nam giới tòng quân, nhưng nước này đã bắt đầu sửa đổi luật huy động quân sự. Các nhà lập pháp Ukraine được cho là đang tìm cách giảm độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và áp dụng lệnh triệu tập điện tử. Hungary và Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Viktor Orbán. Cuộc gặp này có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước đang ngày càng xấu đi và những phản đối gay gắt của Hungary với việc gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine. Đầu tháng này, Hungary là quốc gia phản đối các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine. Lãnh đạo khối EU cũng đã bỏ qua sự phản đối của Hungary bằng cách yêu cầu Thủ tướng nước này rời khỏi phòng khi quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU không thể ngăn được sự phản đối của Thủ tướng Orbán trong việc chặn khoản viện trợ lên đến 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu cho Ukraine, sau khi các nhà lãnh đạo khối này đồng ý các cuộc đàm phán với Kiev về tư cách thành viên. Do đó, Liên minh châu Âu sẽ buộc phải xem xét lại vấn đề này vào ngày 1 tháng 2 năm sau. Thủ tướng Orbán cũng muốn nguồn hỗ trợ tài chính cho Kiev sẽ đến từ bên ngoài ngân sách EU. Trong ngày hôm qua, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hungary để thảo luận về nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới. Ông cho biết thêm các tiến bộ của Ukraine trên con đường hội nhập châu Âu cũng sẽ được thảo luận trong cuộc gặp lần này. Chiến sự tại miền đông Ukraine đang rất nóng khi Nga điều hàng chục nghìn binh sĩ bao vây và tiến đánh thành phố Avdiivka, khiến Ukraine rơi vào tình thế nguy hiểm. Đây là nơi Nga và Ukraine đã giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua. Nhà triết học người Anh Bertrand Russell từng có câu nói rất nổi tiếng rằng chiến tranh không quyết định ai đúng ai sai, mà chỉ quyết định ai là người bị bỏ lại. Câu nói này có thể là lăng kính để dự đoán những gì có thể xảy ra đối với Ukraine trong năm 2024, khi quân đội nước này đang đào sâu và cố thủ dọc theo mặt trận dài gần 1.000 km. Bên ngoài những chiến hào kiên cố là tàn tích âm ỉ của một cuộc phản công mùa hè kéo dài nhiều tháng, không đạt được kết quả như mong đợi. Với mục tiêu đánh bật Nga ra khỏi 20% diện tích lãnh thổ mà nước này đang chiếm giữ. Hiện các binh sĩ Ukraine đang tỏ ra mệt mỏi vì giao tranh kéo dài, trong khi các nước đối tác phương Tây ngày càng sụt giảm sự ủng hộ. Mặt trận đoàn kết của Mỹ và châu Âu trong việc ủng hộ Ukraine bắt đầu rạn nứt, còn sự đồng thuận chính trị tại Kiev đang có dấu hiệu lung lay. Không thể phủ nhận, cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn đối với Ukraine. Matthew Smith, phó giáo sư về an ninh quốc gia tại Đại học New Haven, bang Connecticut của Mỹ cho rằng khả năng tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn của Ukraine đã chấm dứt, nhưng giới lãnh đạo ở Kiev dường như chưa chấp nhận sự thật này. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gắn tương lai của đất nước và tương lai chính trị của ông với mục tiêu buộc Nga rút quân khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine, trong đó có bán đảo Crimea. Trong khi đó, tướng Valery Zaluzhny
Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã đưa ra những đánh giá thẳng thắn về điều kiện chiến trường, cho rằng cuộc chiến đang rơi vào bế tắc, trái ngược với các tuyên bố lạc quan và kiên định của ông Zelensky. Ukraine không thể tiếp tục theo đuổi cuộc chiến theo cách mà họ đang làm. Nếu không có gói viện trợ mới của Mỹ, các nguồn lực của Ukraine có thể cạn kiệt sớm nhất là vào tháng 3 năm tới. Nhà phân tích Martin Schmidt nhấn mạnh, trái lại, Nga đang nỗ lực chuẩn bị cho một cuộc chiến tiêu hao với dự đoán rằng sự ủng hộ vững chắc của phương Tây dành cho Ukraine sẽ xói mòn nếu xung đột kéo dài. Phe cực hữu ở Mỹ và Canada cho rằng, việc tiếp tục hỗ trợ kinh tế và quân sự cho Kiev là sự lãng phí tiền bạc và tài nguyên. Ngày 19 tháng 12, các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện Mỹ cho biết, Washington sẽ không thể phê duyệt khoản viện trợ mới cho Ukraine trước cuối năm nay vì hai bên vẫn tiếp tục tìm kiếm sự thỏa hiệp về an ninh biên giới, vốn là vấn đề gây tranh cãi từ lâu. Nga đã tung hàng chục nghìn binh sĩ vào một cuộc tấn công lớn nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine. Tính đến ngày 21 tháng 12, Nga đã tiến đến phạm vi cách thành phố 2 km. Ông Kaber nhận định, việc nắm giữ khu vực phòng tuyến này là rất quan trọng đối với Ukraine. Nếu Ukraine bị đẩy ra khỏi vị trí hiện tại mà họ đang nắm giữ, thì thành trì Avdiivka sẽ sớm thất thủ. Địa hình trong khu vực khá bằng phẳng. Trong trường hợp Nga có thể vượt qua Avdiivka, thì họ sẽ mở được con đường tiến tới sông Dnipro ở phía Tây và phía Bắc. Nếu Nga cố gắng tạo ra bước đột phá lớn trong năm 2024, thì điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè, khi họ tái củng cố lực lượng đang bị suy yếu suốt nhiều tháng giao tranh. Nhà phân tích Kaber lưu ý. Tuy vậy, nỗ lực của Nga có thể bị ngăn cản khi Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ dọc theo phòng tuyến và huy động mọi nỗ lực để cải thiện các công sự. Ngoài ra, Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa, máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm để tấn công bán đảo Crimea, eo biển Kép và biển Đen nhằm ngăn chặn Nga tiếp tế và tái tập hợp lực lượng. Hy vọng của Ukraine hiện giờ là có thêm nhiều tên lửa tầm xa Atlas để bóp nghẹt hoạt động hậu cần của Nga. Ông Kaber nhấn mạnh, ngoài ra, Ukraine cũng cần thêm Atlas và số lượng lớn đạn dược, đặc biệt là đạn pháo 155mm tiêu chuẩn NATO. Khi xem xét những diễn biến trong cuộc xung đột suốt 6 tháng qua, các nhà phân tích Kaber và Schmidt đều cho rằng nhiều khả năng Ukraine sẽ phải tìm kiếm một hình thức ngừng bắn hoặc giải pháp thương lượng nào đó trong năm tới. Giải thích về điều này, giới phân tích cho biết các cuộc giao tranh ác liệt đã khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng về binh lực và vật lực. Điều đáng lo ngại hơn cả là Kiev đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ binh sĩ. Trong một tuyên bố công khai, tướng Zaluzhny thừa nhận việc huấn luyện và chiêu mộ quân đội đang trở thành một thách thức nghiêm trọng. Cuộc chiến kéo dài, sự hạn chế về cơ hội luân chuyển binh sĩ trên tiền tuyến, những lỗ hổng trong luật pháp đã làm giảm đáng kể động lực của người dân để phục vụ trong quân đội. Theo ông Kaber,
có rất nhiều trận chiến quan trọng cần chú ý trong những tháng tới. Nổi bật trong số đó là cuộc chiến tại Avdiivka ở Donetsk, phía đông Ukraine. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.